Hôm nay, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của Hà Nội đã được đến trường sau gần một năm phải học trực tuyến vì dịch Covid-19. Hào hức và vui mừng là tâm lý chung của các học sinh, phụ huynh, nhưng cũng không ít em vẫn còn bỡ ngỡ khi gặp thầy cô, bạn bè. Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp các em học sinh khối 6 sau một thời gian dài học tập trực tuyến trở lại trường học tập trực tiếp, trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội tổ chức chào đón các em học sinh ngày đầu tới trường. Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn đã chỉ đạo các thầy cô giáo chủ nhiệm của khối 6, ban phụ trách thiếu nhi, đoàn thanh niên và các lực lượng trong nhà trường lên kế hoạch cụ thể, chi tiết trong ngày đón chào học sinh đầu cấp. Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học, nhà trường đã kích hoạt lại các kế hoạch, kịch bản và phương án đã xây dựng trước đó với tinh thần và tâm thế, không lơ là và chủ quan. Tất cả các điều kiện phải đảm bảo tốt nhất cho công tác dạy và học. Đối với trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn của chúng tôi ngày hôm nay, thật sự là một ngày hội. Đối với các con học sinh, niềm vui đi học trực tiếp ở tại ngôi trường mà các con đã lựa chọn là một điều vô cùng hạnh phúc. Bởi vì ngoài việc được tiếp nhận kiến thức từ các thầy cô giáo, thì niềm vui được tương tác cùng với thầy cô, được giao tiếp, vui chơi cùng với bạn bè, được tham gia vào các hoạt động bổ ích và lý thú tại nhà trường và làm đầy thêm những trang ký ức về một thời thần tiên của các con là điều vô cùng hạnh phúc. Trong ngày đầu tới trường, trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn đã đưa các em học sinh qua các trạm trò chơi từ bước nhảy vươn xa, khoa học kỳ thú hay những lớp học thực hành bằng thí nghiệm vui của hóa học thăng hoa. Những trò chơi này giúp các em vừa học vừa chơi, có thêm những kiến thức bổ ích và cũng giúp các em làm quen với các bạn trong lớp nhanh hơn. Việc không bắt đầu những tiết học chính khóa ngay lập tức khi các em học trực tiếp sẽ giúp các em thoải mái hơn với ngôi trường, không có cảm giác sợ trường lớp cũng như áp lực học tập bị đè nặng lên vai. Tạo không khí vui vẻ và không áp lực cũng là định hướng của trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn, đặc biệt là với học sinh lớp 6 khi các em lần đầu tiên tới trường. Ban giám hiệu của trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn đã chỉ đạo cho các thầy cô giáo chủ nhiệm của khối 6, ban phụ trách thiếu nhi, đoàn thanh niên và các lực lượng trong nhà trường lên một kế hoạch chi tiết cụ thể để chuẩn bị cho ngày đón chào các con. Công tác phòng chống dịch được nhà trường quan tâm và đưa lên hàng đầu. Các con đã được các thầy cô giáo đón chào ngay từ ngoài cổng trường, được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và căn dặn về 5K trong khi đi học ở nhà trường. Bên cạnh đó, để cho các con có được một tâm thế thật là vui tươi, rộn ràng khi học tập trực tiếp tại nhà trường, để các con cảm thấy gần gũi và không bị bỡ ngỡ, thì ngoài việc tổ chức cho các con học tập văn hóa, nhà trường còn tổ chức rất nhiều các hoạt động trải nghiệm cho các con để các con có thể tham gia hòa mình vào cùng với bạn bè trong lớp và cô giáo chủ nhiệm của lớp mình. Và từ đó các con sẽ cảm nhận được giá trị hạnh phúc khi được đến trường học trực tiếp. Cũng trong ngày đầu tiên tới lớp học trực tiếp, các em học sinh may mắn cũng sẽ được nhà trường chọn lựa để có những phần quà nhỏ động viên tinh thần học tập của các em khi bước vào một cấp học mới, một ngôi trường mới với bạn bè, thầy cô mới. Về chương trình học, nhằm đảm bảo khung chương trình, kế hoạch năm học được kết thúc đúng thời gian, thầy cô nhà trường đã chủ động lựa chọn các nội dung tinh giản và cốt lõi để đảm bảo chương trình học cho các em sau hơn một năm học trực tuyến.